Trong thời đại phát triển hiện nay, bên cạnh những nhu cầu thiết yếu của con người như ăn uống, ngủ nghỉ và quần áo đều đã được đáp ứng một cách tương đối đầy đủ, thì những nhu cầu về mặt tinh thần lại vươn lên chiếm ưu thế. Và để đáp ứng được những nhu cầu mới nổi này, một số tổ chức dưới danh nghĩa một tôn giáo đã được dựng lên, được bảo vệ bởi quyền tự do tôn giáo. Họ ngày càng phát triển một cách công khai và mạnh mẽ, trở thành những giáo phái hùng mạnh với đông đảo thành viên đến từ một hoặc nhiều đất nước trên thế giới. Scientology, tên tiếng Việt là Khoa Luận Giáo, là một tổ chức tôn giáo được thành lập vào năm 1954, có giáo lý và cách hành đạo liên quan đến thuyết xuyên hồn của Ron Hubbard. Trái ngược với những ấn tượng ban đầu của chúng ta về một giáo phái, Scientology hay là Khoa Luận Giáo không hề có những giáo lý cực đoan, những kẻ cuồng tín nguy hiểm hay gây ra những vụ thảm sát đẫm máu như là Jonestown của Jim Jones hay Aum Shinrikyo của Shoko Asahara. Họ là một giáo phái lớn mạnh, có tầm hoạt động và độ phủ sóng cực lớn và vẫn đang tiếp tục phát triển đến ngày hôm nay. Thành viên của Scientology thậm chí còn bao gồm những người giàu có và nổi tiếng, mà tiêu biểu trong số đó chính là hai minh tinh điện ảnh Tom Cruise và John Travolta. Vậy thì với một giáo phái có phần sạch sẽ và thậm chí còn được tín nhiệm bởi những người nổi tiếng như Scientology, sẽ có những điều mờ ám gì đáng để cho chúng ta có thể tìm hiểu? Xin chào, lại là tôi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đào sâu hơn vào những bí ẩn đen tối của những thuyết âm mưu đáng sợ xung quanh một trong những giáo phái lớn nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Khoa Luận Giáo ban đầu là một thuyết về đức tin được phát triển bởi tác giả người Mỹ Ron Hubbard dưới tên gọi Dianetics, một thứ mà Hubbard gọi là phương pháp điều trị. Tuy nhiên, ông ta đã mất quyền sở hữu cuốn sách Dianetics vào năm 1952 và điều đó khiến ông ta quyết định thay đổi những học thuyết của mình trở thành một thứ tôn giáo, chủ yếu là để tránh các vấn đề về thuế và đổi tên nó thành Scientology. Vào năm 1954, Harper đã đòi lại được quyền sở hữu của Dianetics và thành lập nhà thờ Khoa Luận Giáo, Church of Scientology. Niềm tin của Khoa Luận Giáo tập trung chủ yếu vào một phương pháp gọi là sự tái sinh. Bọn họ sử dụng một hoạt động gọi là auditing nhằm kiểm tra, phân loại những thứ gọi là engrams, những vấn đề và chấn thương xảy ra trong tâm lý. Việc auditing này yêu cầu một khoản phí và sau khi thực hiện hoạt động, nếu người tham gia được xác nhận là không có engrams, họ sẽ được coi là clear và sẽ được đưa vào một chương trình khác gọi là Operating Thetans. Chương trình này tiếp tục yêu cầu một khoản phí. Các văn bản của Operation Thetan được giữ bí mật với hầu hết những người theo dõi. Chúng chỉ được tiết lộ sau khi những người theo đạo đưa hàng trăm nghìn đô la cho tổ chức khoa học giáo. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực duy trì tính bí mật của các văn bản, chúng vẫn được cung cấp miễn phí trên nhiều trang web khác nhau, bao gồm cả tổ chức truyền thông WikiLeaks. Những văn bản này nói rằng tiền kiếp đã diễn ra ở các nền văn hóa ngoài trái đất. Chúng liên quan đến một người ngoài hành tinh tên là Xenu, được miêu tả là một người cai trị hành tinh cách đây 70 triệu năm, người đã đưa hàng tỷ người ngoài hành tinh đến trái đất và giết họ bằng vũ khí nhiệt hạch. Những học thuyết này đã trở thành chủ đề chế giễu phổ biến. Nhiều học giả cho rằng những chương trình này hoàn toàn là sự lừa đảo và mục đích chính của chúng chỉ là moi tiền từ những người tham gia. Sự tồn tại của nhà thờ Khoa Luận Giáo luôn gây ra những sự tranh cãi và bất đồng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đa số những người phản đối cho rằng Khoa Luận Giáo chỉ đơn giản là đang cố thao túng và moi tiền của những tín đồ nhiều nhất có thể. Ngay bản thân Hubbard, người sáng lập ra giáo phái, cũng đã không ít lần rình rang đến những hoạt động tội phạm, thậm chí đã từng bị kết án 4 năm tù vào năm 1978. Bất chấp những nỗ lực phản đối từ nhiều nhà báo và học giả, thì sau nhiều vụ kiện tụng, Khoa Luận Giáo đã chính thức được công nhận là một tổ chức tôn giáo tại một số nước lớn, bao gồm Ý, Australia và cả Hoa Kỳ. Riêng chính phủ Pháp thì coi đây là một giáo phái đặc biệt nguy hiểm. Rất khó để thống kê chính xác số lượng thành viên của giáo phái Scientology, nhưng theo một số khảo sát, chỉ tính riêng Hoa Kỳ đã có khoảng 25.000 thành viên. Tuy nhiên, con số này hiện tại đã có thể tăng lên rất nhiều, bởi lẽ cuộc khảo sát này được thực hiện từ những năm 2008. Mặc dù giáo phái đã lên tiếng khẳng định số thành viên của họ đã lên tới con số từ 8 đến 15 triệu thành viên, nhưng tuyên bố này được khẳng định chỉ là một sự phóng đại vô căn cứ. Vào những năm 2008,
Người ta cho rằng Scientology với mạng lưới rộng khắp nơi của họ có thể kiếm được tới 500 triệu đô la Mỹ trong vòng một năm. Dựa vào các hoạt động chữa lành của nó, nơi mà những người tham gia có thể phải tiêu tốn tới hơn 15.000 đô la Mỹ vào năm 1980, tương đương với hơn 58.000 đô la Mỹ vào thời điểm hiện tại. Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, chúng ta đều có thể cho rằng Scientology chỉ đơn giản là một tổ chức tôn giáo đang cố tăng cường sức ảnh hưởng, đồng thời kiếm thật nhiều tiền dựa vào việc tổ chức các hoạt động chữa lành. Tuy nhiên, mọi việc hoàn toàn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Với một bề dày lịch sử tương đối bất hảo khi dính dáng đến nhiều hoạt động tội phạm, cũng như vấp phải sự phản đối của chính phủ một số nước trên thế giới, sẽ không quá ngạc nhiên nếu như khoa luận giáo thực sự ẩn chứa nhiều bí mật đen tối. Tạm gác lại những vụ việc liên quan tới các khoản phí với giá trên trời cũng như con số đầy tính phóng đại của tổ chức này, hãy cùng tôi đến với một trong những thành viên nổi tiếng nhất của giáo phái, nam tài tử Tom Cruise. Mối quan hệ của Tom Cruise với giáo phái Scientology từ lâu đã luôn là một chủ đề bàn tán sôi nổi của giới báo chí, mặc dù luôn luôn khẳng định bản thân chỉ là một giáo dân bình thường, cũng như việc chính giáo phái đã lên tiếng xác nhận vị trí của Tom trong giáo phái cũng chỉ như bao thành viên khác, thì vẫn không có ít những tin đồn cho rằng nam tài tử thực chất là một thành viên nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong Scientology, cũng như việc giáo phái này liên tục tìm đủ mọi cách để níu kéo Tom. Việc này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà nam diễn viên hiện đang là một trong những minh tinh đắt giá nhất của Hollywood. Việc sở hữu Tom bên cạnh như là một minh chứng cho sự uy tín của giáo phái, đó là chưa kể số tiền khổng lồ mà nam diễn viên đã đóng góp cho giáo phái khiến họ không bao giờ muốn rời xa anh. Một trong những vụ việc nổi bật nhất phải kể đến những cuộc hôn nhân của nam tài tử Tom Cruise, không chỉ một mà tới tận ba cuộc hôn nhân của Tom đều có sự nhúng tay thao túng và phá hoại của giáo phái Scientology. Tom Cruise lần đầu tiên biết đến khoa luận giáo từ những năm 90 qua sự giới thiệu của người vợ thứ nhất, Mimi Rogers. Tom rất mang ơn Scientology vì anh cho rằng những bài giảng của giáo phái đã giúp anh điều trị được chứng khó đọc. Tuy nhiên, càng về sau, mối quan hệ giữa nam diễn viên và giáo phái này càng trở nên sâu sắc, dẫn tới rất nhiều sự đổ vỡ trong ba cuộc hôn nhân của anh. Một trong những câu chuyện đáng nói nhất là bê bối ly dị giữa Tom Cruise và nữ diễn viên nổi tiếng Nicole Kidman. Mặc dù lý do được đưa ra là hai người chưa hoàn toàn tìm hiểu kỹ nhau trước khi tiến tới hôn nhân, vẫn còn những nghi ngờ về sự dính líu của giáo phái Scientology từ những mâu thuẫn gia đình này. Theo một số nguồn tin, Nicole Kidman chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào giáo phái này, một phần vì cha cô từng là một nhà tâm lý học. Cũng vì lý do ấy, ở phía ngược lại, Scientology luôn dè chừng nữ minh tinh này. Sau khi ly dị Tom Cruise, Kidman đã bị con gái chung của hai người là Bella cắt đứt liên lạc. Thậm chí, nữ diễn viên còn không được con gái mời đến dự đám cưới, dù vào thời điểm đó, cả hai người đang sống ở cùng một thành phố. Vào năm 2004, Tom cũng đã từng đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi. Tôi nghĩ rằng các bác sĩ tâm thần nên được đặt ngoài vòng pháp luật. Điều này khiến cho cảnh báo chí ngay lập tức liên hệ tới cuộc hôn nhân của anh với Kidman, khi cha của cô cũng đã không ít lần phản đối cuộc hôn nhân của con gái sau khi nhận ra những mặt trái của giáo phái nguy hiểm này. Năm 2016, nữ diễn viên Katie Holmes, người vợ thứ ba của Tom Cruise, cũng đã ly dị với nam tài tử vì lo ngại con gái cô, bé Suri, sẽ từ mặt mẹ nếu sau này cô bé gia nhập Scientology. Thậm chí, một thành viên của giáo phái này đã dọn đến ở cùng cặp vợ chồng tại Los Angeles để đảm bảo nam tài tử được chăm sóc đúng cách. Nói về sự kiểm soát của giáo phái với nam diễn viên Tom Cruise, nhiều người cho rằng Scientology đã sử dụng những bí mật đen tối của nam tài tử trong quá khứ như một biện pháp để đe dọa anh. Và nếu anh dám rời khỏi giáo phái, chúng sẽ tung hết những bí mật đó cho cảnh báo chí, khiến cho tên tuổi của nam diễn viên hoàn toàn lụi bại. Cũng vào năm 2016, một nữ diễn viên khác, Lia Remini, người cũng đã từng là một thành viên của khoa luận giáo, cũng đã lên tiếng vạch trần giáo phái này. Theo Lia, Scientology đã hà hiếp giáo dân, buộc họ phải im lặng và phục tùng. Những tiết lộ của Lia bao gồm một số điểm chấn động, như là việc tài tử Tom Cruise được coi là đấng cứu thế, và những nhân vật nổi tiếng được tôn trọng hơn rất nhiều so với giáo dân bình thường. Ngoài ra, còn nhiều nữa những cáo buộc của Lia liên quan tới tình trạng lạm dụng, ép uổng giáo dân về công sức, tiền bạc, cũng như ngăn cấm việc họ rời khỏi đạo, hay tố cáo về tổ chức. Cũng vì vậy mà mối quan hệ của nữ diễn viên với tài tử Tom Cruise giờ chẳng khác nào kẻ thù, khi mà cô đã chính thức lên tiếng vạch trần anh cùng giáo phái trước truyền thông. Một trong những thành viên khác cũng không kém phần nổi tiếng của khoa luận giáo là nam tài tử John Travolta, cũng đã có những dấu hiệu vỡ mộng với đức tin của bản thân dành cho giáo phái này.
Tham gia từ những năm 75, khi mới chỉ 21 tuổi, John Travolta hiện đang phải chịu những thử thách rất lớn về mặt đức tin sau sự ra đi của người vợ, Kelly Preston. Thậm chí, trong buổi dạ tiệc của nhà thờ được chủ trì bởi Tom Cruise, John đã không đến tham dự, mặc dù bản thân là một phi công và cũng sở hữu chuyên cơ riêng. Tưởng chừng như sự nguy hiểm của khoa lận giáo chỉ dừng lại ở những câu chuyện về việc hà hiếp giáo dân, bòn rút tiền của các thành viên hay sự phân biệt đối xử thậm tệ, thì xoay quanh Scientology vẫn tồn tại không ít những câu chuyện kinh hoàng, dính dáng đến những tên sát nhân hàng loạt, khét tiếng bậc nhất thế giới. Một trong những kẻ tà đạo kinh khủng nhất lịch sử Hoa Kỳ, đối với những ai chưa biết, thì Charles Manson là một tên tội phạm, kẻ dẫn đầu một giáo phái có tên Manson Family. Năm 1971, Manson bị kết án tổ chức tội phạm khi thực hiện hành vi giết 7 người, bao gồm nữ minh tinh Sharon Tate cùng 4 người khác tại nhà riêng của cô. Dù ngày hôm sau đó là đôi vợ chồng trẻ Lino và Rosemary LaBianca, Manson bị kết tội sát nhân vì hành vi liên đới, dẫn tới tất cả các thành viên trong băng nhóm đều đã bị kết chung án phạt vì những hành vi đồng lõa thực hiện các phi vụ giết người. Kẻ sát nhân ngay lập tức bị kết án tử hình, thứ mà đổi thành án chung thân vào năm 1972 khi mà tòa án tối cao bang California sửa đổi xóa án tử hình tại đây. Vậy thì mối liên kết giữa một kẻ tà đạo nguy hiểm như là Manson với giáo phái Scientology là gì? Nói một chút về cuộc đời của Charles Manson thì trước khi cầm đầu giáo phái Manson Family, bản thân hắn đã là một kẻ nhiều lần vào tù ra tội. Trong khoảng thời gian đi tù từ năm 1957 đến năm 1967, Charles Manson đã tìm đọc những cuốn sách của giáo phái Scientology cũng như tiếp thu ảnh hưởng từ một người bạn tù là thành viên của khoa luận giáo tên là Lyatt Rimer. Không phải tự nhiên khi mà có rất nhiều âm mưu cho rằng chính Scientology là kẻ giật dây Charles Manson, khi mà chính sau giai đoạn ngồi tù này, Manson đã quyết định chuyển tới San Francisco, gia nhập cộng đồng hippie, bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường tà đạo của bản thân. Nhân vật còn lại mà tôi muốn nhắc tới ở đây chính là David Berkowitz, kẻ mà còn được biết tới với biệt danh là Son of Sam. Berkowitz bị cáo buộc là đã gây ra 8 vụ xả súng tại thành phố New York vào những năm 1976 và 1977, khiến 6 người chết và 9 người bị thương. Mặc dù chỉ dừng lại những thuyết âm mưu không có căn cứ rõ ràng, màn sương bủa vây xung quanh tên sát nhân Son of Sam này vẫn chưa hề tan đi dù chỉ một chút. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, David đã trả lời rằng hắn ta không thực hiện trụ án mạng này một mình mà còn có một nhóm, bao gồm bản thân hắn đã thực hiện những vụ xả súng liên hoàn này. Hắn kể rằng bản thân và những đồng phạm đã tham gia vào một giáo phái tà đạo, thứ mà đến hiện giờ vẫn chưa được kiểm chứng vì toàn bộ những kẻ được cho là đồng phạm của hắn đều đã mất mạng một cách khó hiểu. Và David Berkowitz cũng không tiết lộ thêm gì khác về giáo phái, ngoại trừ việc bọn chúng luôn sẵn sàng đe dọa người thân của những người liên quan nếu họ dám hé răng bất cứ điều gì về hoạt động của tổ chức. Có lẽ vì chính điều này mà David Berkowitz đã quyết định giữ im lặng và nhanh chóng nhận tội. Maury Terry, một nhà báo đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để đào sâu vào vụ việc của Son of Sam, khẳng định rằng hắn ta không hề thực hiện những vụ án mạng đó một mình. Ông ta đã chỉ ra những mối liên kết của giáo phái tà đạo mà David đã nhắc tới với The Process Church of the Final Judgment, một nhánh nhỏ có liên quan mật thiết tới giáo phái tai tiếng Scientology. Nói về The Process Church of the Final Judgment, hay gọi tắt là The Process, thì giáo phái này được thành lập bởi Mary Ann McLean và Robert de Grimston, một cặp đôi người Anh. Vào khoảng những năm 60, McLean và Grimston đã gặp nhau ở nhà thờ khoa luận giáo. Không lâu sau đó, họ tách ra khỏi giáo phái, kết hôn và thành lập một chi nhánh mới, lấy tên là Compulsions Analysis, thứ mà sau đó đã phát triển thành The Process Church of the Final Judgment. Bọn họ sau đó đã chuyển tới Mexico để tiếp tục hoạt động, rồi vươn tới Hoa Kỳ, một trong những thiên đường của các giáo phái tự do. Tuy nhiên, danh tiếng của giáo phái nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi những tin đồn dính líu tới tên sát nhân khét tiếng Charles Manson. Sẽ rất khó để giải thích về hệ thống tôn giáo trong giáo phái này. Tín ngưỡng của Compulsions Analysis hay là The Process xung quanh 4 vị thần được lấy tên theo những nhân vật trong Kinh Thánh là Jesus, Jehovah, Lucifer và Satan. Bởi những niềm tin lệch lạc này, rất nhiều học giả đã liệt The Process vào danh sách những giáo phái tà đạo, cũng như coi bọn chúng là những thành phần nguy hiểm. Điều này cũng được phần nào kiểm chứng khi những nhánh nhỏ của The Process mà tiêu biểu trong số đó là The Children, một trong những giả thuyết của Maury Terry về sự bành trướng của tà giáo này tại New York,
được cho rằng là những kẻ đứng sau chuỗi án mạng kinh hoàng vào những năm 76 và 77. Mặc dù giả thuyết này rất khó để chứng minh bởi những người liên quan đều đã chết một cách bí ẩn hoặc lựa chọn sự im lặng, thì nó vẫn gây ra sự chú ý trong một thời gian dài sau khi được đưa ra. Và nếu thực sự những gì mà Terry đặt ra là sự thật, thì có lẽ giáo phái này thực sự đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta có thể hình dung, khi mà cách chúng âm thầm thao túng và bịt miệng hoàn toàn những người có khả năng tố giác. Cuối cùng, vào năm 1974, MacLean và Grimston đã chính thức đường ai nấy đi, kết thúc mối lương duyên với The Process sau hơn 8 năm. Những thành viên còn lại của giáo phái, dù đã cố được gây dựng lại từ sự suy thoái, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục là sự giải tán của The Process vào năm 1979, kết thúc triều đại của một giáo phái nguy hiểm vẫn đang âm thầm bành trướng trong bóng tối. Bất kỳ một giáo phái nào cũng sẽ chỉ có một thời điểm cực thịnh của nó, và cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ thời hoàng kim của Scientology đã qua từ lâu. Hiện tại, chúng ta đã không còn thấy được những câu chuyện về giáo phái này trên các mặt báo, cũng như sức ảnh hưởng của chúng đã bị giảm đi một cách đáng kể. Càng nhiều người lên tiếng tố cáo những hành vi xấu xa của giáo phái cũng như các thành viên cấp cao, khiến cho danh tiếng của Scientology đã bị tổn hại nặng nề. Tuy nhiên, với việc những hành động của Scientology vẫn đang diễn ra một cách bình thường, thậm chí là vẫn đang có thêm rất nhiều những sự kiện được tổ chức, chúng ta sẽ không thể biết liệu sự im ắng hiện nay có thực sự đánh dấu sự lụi tàn của khoa luận giáo, hay là chúng chỉ đang nằm im chờ đợi những tin đồn xấu lắng xuống rồi bất ngờ vực dậy vào một ngày nào đó. Có lẽ chỉ thời gian mới có thể cho chúng ta câu trả lời.